rất nhiều ạ. Chia sẻ chứ. Dạ vâng ạ. Tôi rất xúc động. Dạ. Xúc động. Dạ. Không phải ngay lúc này không. Dạ. Nhưng mà cái buổi chia sẻ buổi chiều đầu tiên. Dạ. Mà anh Tần đã tác động đến tiềm thức tôi mà tôi cảm nhận được. Dạ. Tức là mình đến đây mình tưởng là định học chứng khoán tại mình muốn biết cách đầu tư chứng khoán. Dạ. Nhưng mà tôi không ngờ nó tác động đến những cái mà tôi vẫn tìm hiểu đam mê. Dạ. Tức là những cái tôi vẫn chưa tìm được cái trường năng lượng mà đồng hành như vậy. Dạ. Và cái chiều hôm đó là tự nhiên tôi nhận ra một cái điều quan trọng là gì. Khi nói đến vấn đề mà thiền á, nói vấn đề nó quá giải mọi cái chuyện này kia mà mình mong đợi á, chỉ làm như nó tác động vô trong đúng cái tim của tôi vậy, tự nhiên nước mắt tôi nó rướm ra. Và tôi có học về cái tiềm thức để tôi biết là dấu hiệu mà khi tác động được tiềm thức là nó có những biểu hiện ra, thí dụ như là mình có thể chảy nước mắt, có thể mình bị ho, hay là có thể mình bị ngứa, hay là có thể mình bị một cái gì đó ngứa ngáy trong người gì đó, thì như vậy là nó tác động thật sự nó sâu lắng vào. Và vì vậy cho nên là kiến thức của anh Tần nó rất là bổ ích ở nhiều vấn đề, nó gom lại mình không ngờ anh sâu kết lại rất là hay, rất là tuyệt vời. Và bằng một cái giọng nói, bằng một cái tâm á, lửa, coi như truyền cho tôi lửa rất là nhiều. Mà tôi cũng là một người đi giảng bằng lửa như vậy. Mà tôi thấy giọng nói của anh, cái cách là tôi có thể học hỏi được nhiều thứ lắm. Rất tuyệt vời. Cảm ơn anh.